Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật rất là hay, đó là chúng ta có thể gửi cái hình hộp quà ở trong Messenger nha các bạn nhé. Các bạn có thể thấy ở đây mình sẽ test thử cho các bạn. Khi mà mình gửi cho người yêu các bạn, ở bên này có hình nền nhìn rất là đẹp này, có hộp quà nha các bạn nhé. Thì mà khi mà người yêu kích vào hộp quà các bạn thì người yêu mới đọc được cái tin nhắn ở trong này mình gửi nha các bạn nhé. Nhìn rất là hay đúng không các bạn? Cái này mà những ai yêu nhau thì nên thử bằng cách này nha các bạn nhé. Thì video sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nhé. Rồi ok, ở trên điện thoại thì chúng ta vào CS Play ở trên Android nha các bạn nhé. Và bây giờ mình sử dụng iPhone thì vào cái App Store và vào Messenger để cập nhật cái bản mới nhất các bạn. Messenger và cập nhật bản mới nhất. Đây là mình đã cập nhật rồi các bạn nhé. Bây giờ mình mở ra các bạn này. Rồi ok, chúng ta mở cái Messenger lên nhé các bạn nhé. À, ví dụ như mình bây giờ mình muốn gửi cho người yêu nhé. Mình kích vào tên người yêu này. Ở phía trên cùng mình bây giờ kích vào cái ảnh đại diện này các bạn. Rồi chúng ta chọn chủ đề này. Ở đây mình chọn chủ đề về tình yêu nha các bạn nhé. Ngay lập tức thì cái phông nền nó chuyển ra thành màu hồng nha các bạn nhé. Rồi bây giờ muốn làm cái hộp quà này, ví dụ như chúng ta gõ ở phía dưới này chẳng hạn nhé. Ví dụ như mình gõ kênh channel TV yêu em chẳng hạn, mình test thử thôi các bạn. Ở phía bên tay phải có chữ tìm kiếm này, các bạn nhìn cái hình kính lúp ấy. Ngay lập tức thì phía dưới này các bạn này có hộp quà này. Ok chưa? Chúng ta chọn hộp quà này. Đây có bốn cái hiệu ứng đây các bạn nhé. Đây chúng ta bấm hộp quà nhé. Rồi bây giờ gửi cho người yêu rồi các bạn. Khi mà người yêu đọc các bạn, người yêu sẽ kích vào đây. Đấy, rất là hay đúng không các bạn? Đấy, ví dụ mình gõ tiếp theo nhé. Meet you this. Rồi chúng ta bấm hình kính lúp này các bạn này. Ở đây có rất là nhiều các cái đây hộp quà đây. Ok chưa? Hoặc là có một cách nữa, các bạn có thể tìm một số hình ảnh hay hơn nữa các bạn. Ví dụ như tìm kiếm ở trên này, chúng ta gõ chữ Miss You chẳng hạn nhé, thì nó gợi ý cho ta những cái hình ảnh sống động hơn đúng không? Ví dụ như hình trái tim này chẳng hạn, hoặc là cái hình màu đen này chẳng hạn. Gửi rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Rồi ok, xin chào.